chứ. Đây em đi chợ công nhân nên phải chọn nhà bà cá đấy. Đây. À đây đúng rồi, đây đây, đúng rồi. Cứ bình tĩnh đi vào kia. Cứ thời gian chắc chắn ra từ từ nha. Đấy. Rồi, đấy. Nhờ tay cho nó vào cái lon chuẩn rồi. Đấy. Chuẩn. Rồi, đấy. Rồi, đấy được cầm. Mình phải thực hiện đúng để cho coi như đảng và nhà nước là làm thế nào để đánh đổi cái Covid lên. Để một tuần mình chỉ thực hiện mua một ngày, ăn ba ngày để bảo đảm cái vừa cái nội quy của nhà nước đề ra. Mà mình tránh được cái Covid, tránh được bao nhiêu thì là tốt bấy nhiêu. Ủy ban nhân phường đã đồng loạt tổ chức các biện pháp, thứ nhất là đối với cả có biện pháp như ở khu vực chợ thì tổ chức phát các thẻ nhằm giãn cách cái số lượng người ra vào trong khu vực chợ để nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trong 15 ngày thực hiện cái biện pháp giãn cách của xã hội. Chung cơ bản là nhân dân đều đồng tình đối với cái việc là phát thẻ khu vực chợ. Thì trong những ngày tới thì ủy ban phường sẽ tiếp tục là tổng hợp rà soát cũng như là bổ sung những các cái thẻ phát thiếu đi chợ cho nhân dân. Đối với lực lượng trực chốt thì có công an phường, ủy ban phường, lực lượng tự quản, lực lượng dân phòng và lực lượng dân quân tự vệ cùng với cả các đồng chí trong tổ Covid cộng đồng. Trước tiên thì về những cái biện pháp phòng chống dịch thì phường cũng đã tổ chức lực lượng là phân luồng từ xa và trực tiếp là ban quản lý chợ đã có những các cái biện pháp như là kiểm tra thân nhiệt cũng như là kiểm tra quét mã QR khai báo y tế để trước khi vào khu vực chợ. Mua bán nhanh nha. Những doanh nghiệp vận tải chở hàng thực phẩm và trang thiết bị thiết yếu là người ta cũng đã nắm được hết các quy định và cũng xin cấp đầy đủ, thì đi qua chốt anh em kiểm tra đúng đủ điều kiện thì anh em cũng tạo điều kiện cho lái xe đi qua chốt để đảm bảo thông thoáng và an toàn. Anh ấy không quét được nhỉ? Không quét được, đâu cho anh mượn điện thoại này. Từ sáng giờ tôi đi qua chốt này là chốt thứ tư và gọi là tất cả các chốt đều tạo điều kiện, nhất là cửa chốt ở cửa ngõ Hà Nội là đi qua rất là thuận tiện và rất là nhanh.
căng thẳng, về không về được, đi làm thì chả có việc cũng không đi được. Thì thấy họ giới thiệu có người họ mách đi đây, có nhà tài trợ phát gạo rồi đi tìm hỏi thăm lên nữa. Còn tôi cũng thấy rất vui mừng và phấn khởi khi có nhà tài trợ đang cái lúc khó khăn không làm được tiền để ăn với tiền trọ. Thì là cắt được thông tin của mọi người cứ truyền nhau, thế là đến bảo số 2 Tôn Thất Tiệp cho gạo để trợ cấp. Thế là chúng tôi đi. Tôi phấn khởi lắm cô ạ, tôi rất là phấn khởi. Tôi tin tưởng và rất là ấm lòng ạ. Cô đây, đến. Tôi được nhận gạo, mì tôm với lại sữa cho các cháu. Trước tiên thì là để khi mà mình phát tâm và mình làm công việc này thì mình cũng xác định thực sự là có những cái hoàn cảnh thực sự là họ khó khăn, thì họ mới nhận lấy một vài cái sự chia sẻ của đồng bào trong cái thời điểm này. Và mình cảm thấy rằng là mình còn may mắn hơn họ rất là nhiều. Từ sáng đến bây giờ mình phát được khoảng hơn 1 tấn gạo, thì chia ra mỗi một túi 2 cân thì là khoảng 600 phần. Thì hiện tại bây giờ những cái thực phẩm mà đã đóng gói sẵn ấy, thì là đang sắp hết rồi, cho nên là mình lại đang huy động người đến để đóng gói để phát cho buổi chiều. Và mình cũng đang tính chắc là bắt đầu từ ngày mai chắc là mình sẽ chỉ phát từ 8 giờ đến 11 giờ trưa thôi, để cho nhà hàng cái thứ nhất là cũng nhân viên cũng nghỉ ngơi và cũng có thời gian hoạt động nữa. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt sau 18 giờ lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con. Cảnh sát giao thông công an quận Tân Bình trong khi tuần tra xử phạt người dân thành phố Hồ Chí Minh ra đường sau 18 giờ đã lặng người, nghẹn ngào xúc động trước ông bố lao ra đường chở bình oxy về để cứu con trai bị u gan. Đúng 18 giờ tối, tổ tuần tra lưu động của đội cảnh sát giao thông công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ trụ sở công an quận Tân Bình đi qua khắp các tuyến đường để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết. Sau khi đi qua các tuyến Lê Văn Sĩ, Trần Quốc Hoàn đến công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác dừng xe lại kiểm tra các xe di chuyển trên đường. Theo ghi nhận, đường phố sau 18 giờ khá vắng vẻ, chỉ còn lực lượng y tế và những người thật cần thiết mới ra đường. Tổ công tác của công an quận Tân Bình đã nghe người dân trình bày đủ lý do, từ đi test COVID-19 phải chờ đợi để về trễ, đến công việc thu xếp không kịp. Tại công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác đã yêu cầu tất cả các xe dừng lại kiểm tra giấy tờ. Một người đàn ông áo ướt đẫm mồ hôi, đeo bao tay y tế, cầm theo chai xịt khuẩn, đang chở bình oxy phía sau rưng rưng nước mắt khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Anh cho biết tên Lê Đình Vân, 40 tuổi, vừa từ đường Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối bình oxy ở kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con trai bị u gan nguyên bào. Chiều tự nhiên nó mệt quá, bình oxy trong nhà thì cạn kiệt. Tôi biết đã giờ giới hạn ra đường theo chỉ thị 16 nên tôi cần phải cầm bệnh án của cháu để công an hỏi thì mình sẽ đưa ra để mấy anh hiểu mình ra đường là để cứu con. Một bình oxy 40kg chạy được 24 tiếng, bé phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 30 tháng 4 năm ngoái, không may tháng 3 vừa rồi bị tái phát lại. Gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ trả về, chỉ nằm ở nhà. Giờ không có bình oxy là chết nên tôi phải đi đổi bình để cứu con, anh chia sẻ. Mùa dịch, vợ chồng anh Vân đều không ổn định công việc, dành trọn thời gian ở nhà chăm con. Mỗi bình oxy giá 400.000 đồng nên cuộc sống càng chật vật. Để cảnh sát giao thông tin tưởng, anh Vân mở điện thoại có hình con trai đang nằm bên cạnh bình oxy. Cảnh sát giao thông đang cầm giấy tờ của anh trên tay đã lặng người vì xúc động. Thiếu tá Lê Hoàng, tổ trưởng tổ công tác đã động viên, chia sẻ của anh Vân, đồng thời nhắc anh khi thật cần thiết ra ngoài, cố gắng sắp xếp trước 18 giờ. Nhận món quà nhỏ mang ý nghĩa động viên từ tổ công tác, anh Vân rưng rưng xúc động, nghẹn giọng. Tôi xin cảm ơn rất nhiều, tôi hiểu quy định nhưng vì cứu con mới phải ra ngoài giờ này. Trước khi rời đi, anh Vân liên tục gật đầu nói cảm ơn. Thiếu tá Lê Hoàng cùng đồng nghiệp lại lặng người, nhìn theo bóng người đàn ông, chờ theo bình oxy khuất dần.
Trên đường Lê Văn Sĩ lúc 18 giờ 30 phút, cảnh sát giao thông yêu cầu hai cô gái đi chung xe máy dừng lại kiểm tra lý do ra đường. Cả hai đều có giấy thông hành được bưu cục cấp nhưng không nằm trong nhóm được ra đường sau 18 giờ. Cả hai bối rối cho biết nắm rõ quy định nhưng vì không xử lý kịp chuyến thư nên mong cảnh sát giao thông thông cảm, từ mai sẽ tuyệt đối chấp hành. Cũng tại đây, cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe một nam thanh niên. Người này xuất trình được giấy tờ đi đường chứng minh vừa đi giao xong gạo nhưng xe không có biển số và không có các giấy tờ kèm theo. Nam thanh niên giải thích: "Xe này là của mẹ em mới 17 tuổi cũng chưa đủ tuổi thi bằng lái, nhưng vì gia đình nên cũng nghỉ học lâu rồi và giờ phụ mẹ đi giao gạo." Sau khi được cảnh sát giao thông giải thích về quy định của thành phố, người này xin lỗi rồi xin được dắt xe vào tiệm gạo ngủ nhờ, chờ sáng rồi về. Còn về biển số xe thì người này giải thích là do chạy bị rớt, nhưng giờ các điểm đăng ký xe đều nghỉ, không thể làm lại được. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, Công an quận Tân Bình có 76 chốt và 20 điểm kiểm soát. Ngoài ra có thêm 15 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường để kiểm tra người dân ra đường không lý do. Đến ngày 24 tháng 7, lực lượng chốt trực tại Tân Bình không nhắc nhở mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thêm 2.764 ca COVID-19 trong sáng 27 tháng 7. Sáng 27 tháng 7, Việt Nam thêm 2.764 ca COVID-19 mới, trong đó có 2.762 ca ghi nhận trong nước. Trong 2.764 người mắc mới thì 2.762 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 1.849 ca, Đồng Tháp 149 ca, Tây Ninh 144 ca, Đồng Nai 119 ca, Bình Dương 87 ca, Vĩnh Long 73 ca, Tiền Giang 63 ca, Bến Tre 60 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 52 ca, An Giang 43 ca, Phú Yên 37 ca, Khánh Hòa 26 ca, Cần Thơ 17 ca, Đắk Lắk và Kiên Giang 11 ca, Hậu Giang 7 ca, Hà Nội 4 ca, Bình Định 4 ca, Trà Vinh, Huế, Cà Mau lần lượt 3, 2, 1 ca và 2 ca nhập cảnh. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam chữa khỏi cho 21.344 ca bệnh. Tính đến sáng ngày 27 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 109.111 trường hợp mắc, trong đó có 106.908 người trong nước và 2.203 người nhập cảnh. Số trường hợp mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch thứ tư kể từ 27 tháng 4 đến nay là 105.338 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, bao gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nam Định và 9 tỉnh, thành phố không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình và Tuyên Quang. Trong ngày 26 tháng 7, có 109.234 người được tiêm vaccine COVID-19. Tính tới 16 giờ cùng ngày, Việt Nam đã tiêm 4.613.491 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là 389.863 người. Khởi tố hai kẻ côn đồ tra tấn thiếu nữ như thời Trung Cổ ở Thái Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình đã khởi tố và bắt tạm giam hai kẻ côn đồ tra tấn VTHT sinh năm 2006 như thời Trung Cổ. Tối ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu vụ thiếu nữ bị nhóm côn đồ tra tấn như thời Trung Cổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 2004, trú tại xã Tân Hòa, Hưng Hà, về tội làm nhục người khác và giữ người trái pháp luật. Phạm Văn Lộc, sinh năm 2005, trú tại Trần Lý, Lý Nhân, Hà Nam, về tội làm nhục người khác. Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Trước đó, sau khi nhận tin báo về vụ việc trên, Công an huyện Hưng Hà đưa Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Văn Lộc cùng Nguyễn Thị Mai Hương, sinh năm 2007, trú tại xã Hồng Minh, Hưng Hà và Trần Thị Minh Thư, sinh năm 2005, trú tại xã Hồng An, Hưng Hà về trụ sở làm việc. Tại đây, những người này khai nhận, ngày 16 tháng 7, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Hương là lao động tự do, đến thuê và ở tại phòng trọ của chị DTT, sinh năm 1987, ở tổ dân phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà. Quá trình ở trọ, Hà nhắn tin rủ Trần Thị Minh Thư đang ở thành phố Hải Phòng về huyện Hưng Hà chơi. Ngày 19 tháng 7, Thư rủ thêm bạn là VTHT, sinh năm 2006, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về cùng. Đến khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7, tại nhà trọ của Hà, giữa VTHT và Thư xảy ra mâu thuẫn cá nhân.
Thư, Hương và Hà dùng chân tay, dép đánh vào mặt, bắt ngậm khăn, cởi bỏ hết quần áo, đổ bột giặt, dội nước lên đầu VTHT. Trong lúc đánh VTHT, Hà nhờ Lộc và Trần Ngọc Nhất, sinh năm 2005, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, dùng điện thoại quay video. Nhất Lộc thuê phòng tại cạnh phòng trọ của Hà. Sau khi đánh xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi và khóa cửa để VTHT ở lại trong phòng. Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên VTHT trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ, trốn ra ngoài và nhờ người chở đến nhà của Thư. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm Hà về phòng trọ thì phát hiện VTHT không có ở trong phòng nên đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, Hà và Thư sử dụng điện thoại di động của mình đăng tải một số hình ảnh và video về việc nhóm của Hà đánh VTHT lên mạng xã hội và gửi cho một số bạn bè. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 7, VTHT đến công an huyện Hưng Hà trình báo và được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm dự án xe buýt nhanh Hà Nội. Thanh tra Chính phủ vừa kết luận hàng loạt sai phạm tại dự án xe buýt nhanh BRT Hà Nội như lãng phí ngân sách nhà nước, thường xuyên gây ùn tắc trong giờ cao điểm. Theo Thanh tra Chính phủ, xe buýt nhanh BRT Hà Nội thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, xây dựng đường trạm xe buýt từ Bộ Y tế đến Khuất Duy Tiến. Gói thầu xây dựng đường trạm xe buýt từ Khuất Duy Tiến đến bến xe Yên Nghĩa. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi lập bước thiết kế đường đã thay thế mặt đường bê tông nhựa bằng mặt đường bê tông xi măng. Trong khi đó, theo hồ sơ báo cáo khảo sát nền mặt đường dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, hợp phần xe buýt nhanh BRT 1 ngày 25 tháng 2 năm 2009 do công ty cổ phần tư vấn Việt Delta lập, kết quả đo mặt đường tại các tuyến đường này đều có kết quả đo cường độ mặt đường tốt, gây lãng phí ngân sách nhà nước 15.004,02 triệu đồng. Về công tác đấu thầu, Thanh tra Chính phủ xác định hợp phần 1 gói thầu 4 của BRT TB, BRT CP08, đoàn xe BRT, chủ đầu tư thực hiện một số thủ tục chưa tuân thủ theo mẫu hồ sơ mời thầu và hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, như không lập dự toán nhóm A và nhóm B theo nhóm xe sản xuất, lắp ráp trong nước, lấy báo giá xe nhập khẩu nguyên chiếc để làm căn cứ mời thầu cho cả ba nhóm A, B và C, nhóm xe nhập khẩu. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ cho rằng không có căn cứ để so sánh giữa các nhóm với nhau trong việc lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, tại thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới chỉ cảnh cáo về việc kiểm tra xe và bảo hành. Phần bổ sung các thiết bị vào gói thầu CP08 có tổng giá trị là 17.687,38 triệu đồng nhưng chủ đầu tư không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng bổ sung với nhà thầu. Vi phạm Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 101 Luật Xây dựng về điều kiện chỉ định được đấu thầu. Về hiệu quả đầu tư hợp pháp phần 1 xe buýt nhanh BRT, việc đầu tư chưa đồng bộ, chưa tạo ra các lợi ích nhằm khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện vận tải công cộng, như các nhà chờ, cầu vượt cho người đi bộ vẫn chưa thuận tiện cho người sử dụng. Một số nhà chờ chưa có cầu vượt đi bộ để tiếp cận, cầu vượt đi bộ chưa hỗ trợ cho người khuyết tật. Xe buýt BRT được bố trí làn đường riêng chiếm 1/3 mặt cắt ngang của các trục đường hiện có nhưng tốc độ chưa đạt yêu cầu. Trong khi hiện trạng lưu lượng giao thông trên tuyến rất lớn nên thường xuyên gây ùn tắc trong giờ cao điểm, Thanh tra Chính phủ thông tin. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về kết quả vận tải hành khách, đối với tuyến xe buýt nhanh BRT 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách bình quân đạt 39,9 người một lượt, mới chỉ đạt 44,3% so với công suất thiết kế là 90 người một lượt. Lượng khách bình quân giờ cao điểm cũng chỉ đạt 69,7 trên 90 người một lượt, đạt 75,4% công suất. Như vậy, mặc dù được đầu tư với số tiền rất lớn, nhưng dự án chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, chưa đạt được mục tiêu đề ra để hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và từng bước nâng cao chất lượng môi trường của thành phố, Thanh tra Chính phủ nêu. Thanh tra Chính phủ cũng kết luận xe buýt nhanh BRT thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội đã sai phạm tổng số là 43.570,77 triệu đồng. Cụ thể, gói thầu 04 BRT TB, BRT CP08 bao gồm số tiền 42.405,65 triệu đồng do công ty cổ phần Thiên Thành An xuất bán cho chủ đầu tư đối với 35 xe buýt. Giá trị chênh lệch tăng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện. Số tiền 206,83 triệu đồng đối với đơn giá dịch vụ kiểm tra xe, mục chi phí tiền ăn thuê xe do chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu vượt so với hợp đồng đã ký không đúng quy định. Gói thầu Âu BRT XL, BRT CP4D, số tiền 625,91 triệu đồng, bao gồm dự toán được duyệt tại quyết định số 2224/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2015, áp đơn giá vật liệu sai thời điểm, làm tăng giá trị là 79,6 triệu đồng. Thiếu sót trong công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán điều chỉnh trạm biến áp phê duyệt, làm tăng chi phí phần vỏ máy và vận chuyển máy phát điện không đúng 26,48 triệu đồng.
102,59 triệu đồng tiền đắp cát K95, 417,24 triệu đồng tiền không thực hiện bu lông và kích dầu. Số tiền 332,38 triệu đồng đối với khoản mục chi phí huy động giải thể công trường trong dự toán 7 gói thầu xây lắp do lập không đúng quy định. Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát đối với gói thầu 04 BRTTB, BRTTP08, hợp phần 1 xe buýt nhanh BRT trong công tác tổ chức đấu thầu. Trong đó, một số thủ tục không tuân theo hiệp định và hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới. Việc các bên liên danh nhà thầu thực hiện không đúng khối lượng được phân chia theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và liên danh nhà thầu dẫn đến công ty cổ phần Thiên Thành An hưởng lợi số tiền là 42.405,65 triệu đồng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện. Nếu liên danh công ty cổ phần Thiên Thành An và công ty cổ phần ô tô Trường Hải không thực hiện thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ đề nghị. Kháng thể từ vaccine Trung Quốc bắt đầu giảm sau 6 tháng. Các kháng thể do vaccine COVID-19 Sinovac của Trung Quốc kích hoạt sẽ bắt đầu giảm xuống sau khoảng 6 tháng tính từ liều vaccine thứ hai. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc báo cáo về những phát hiện trên từ một nghiên cứu về mẫu máu của người trưởng thành khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 59. Bài báo nghiên cứu được xuất bản vào 25 tháng 7 chưa được đánh giá ngang hàng. Theo nghiên cứu, đối với những người tham gia tiêm hai liều vaccine cách nhau 2 hoặc 4 tuần, chỉ có 16,9% và 35,2% vẫn có kháng thể trên mức trung hòa sau 6 tháng kể từ liều thứ hai. Có 3 nhóm tham gia nghiên cứu, 2 nhóm tiêm hai liều vaccine gồm 50 người mỗi nhóm, một nhóm tiêm liều vaccine thứ 3 gồm 540 người. Ở nhóm thứ 3, mức độ kháng thể sau 28 ngày đã tăng khoảng 3 đến 5 lần. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại các cơ quan kiểm soát dịch bệnh ở tỉnh Giang Tô, công ty Sinovac và các tổ chức khác của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nghiên cứu chưa kiểm tra tác dụng của kháng thể đối với các biến thể virus dễ lây truyền và vẫn cần phải nghiên cứu thêm để đánh giá thời gian kháng thể hoạt động hiệu quả sau khi tiêm mũi thứ 3. Cháo tài xế để đưa xe hàng từ thành phố Hồ Chí Minh qua chốt kiểm soát vào Đà Nẵng. Chạy xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh ra gần chốt kiểm soát tại Đà Nẵng, tài xế Hiền nhờ hai người địa phương đưa xe qua chốt vào thành phố chờ giao hàng thì bị phát hiện. Ngày 27 tháng 7, lực lượng chức năng phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang điều tra xử lý vụ cháo tài xế để đưa xe tải từ thành phố Hồ Chí Minh vượt chốt kiểm soát vào thành phố Đà Nẵng giao hàng. Theo thông tin ban đầu, 20 giờ ngày 26 tháng 7, tổ tuần tra địa bàn của Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện xe tải biển kiểm soát 51C99089 đang đậu gần khu vực đường ven sông Cù Cò, phường Hòa Hải có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tài xế là ông Nguyễn Hiền khai nhận chạy xe tải chở hàng này từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng giao hàng tại công trình đang thi công trên đường Trường Sa. Theo tài xế Hiền, sau khi chạy xe đến gần chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên quốc lộ 1A tại Đà Nẵng thì dừng lại, đi bộ qua chốt và không khai báo y tế. Sau đó, ông Đặng Văn Quang và Lê Văn Bình trú tại Đà Nẵng đến chạy xe tải qua chốt, đưa về cầu Cổ Cò, chờ đêm khuya sẽ giao hàng. Ngay sau đó, lực lượng công an đưa ô tô biển kiểm soát 51-99089 về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải tạm giữ, chuyển ông Hiền đến trạm y tế phường để làm thủ tục đưa đi cách ly tập trung đối với những người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Chung giúp công ty Nhật Cường trúng thầu như thế nào? Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu giúp Nhật Cường trúng thầu dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn. Ngày 23 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Ông Chung bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Một số đơn vị liên quan được tách ra từ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Đây là vụ án thứ 3 ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố điều tra. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là diễn biến mới trong quá trình C03 điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 cho rằng trong thời gian đương chức Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Liên quan đến việc này, theo tìm hiểu của phóng viên, vào ngày 15 tháng 4 năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã triển khai thông báo mời thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. Hiện thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 9 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2016. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Đến trước thời điểm đấu thầu, đã có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu và có 4 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu, đủ điều kiện để mời thầu theo quy định. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là ông Nguyễn Đức Chung về việc tạm dừng đối với gói thầu trên. Sở đã ra thông báo tới các nhà thầu về việc tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đối với gói thầu số hóa tài liệu năm 2016 để đảm bảo thời gian thực hiện. Trong lúc chờ mời thầu trở lại, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Điều đáng nói, Nhật Cường Software mới chỉ thành lập năm 2016, được cấp giấy phép hoạt động ngày 2 tháng 1 năm 2016. Tháng 6 năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã có văn bản đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho phép Nhật Cường Software thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở theo giải pháp kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp đề xuất và thực hiện miễn phí. Đề xuất này nhanh chóng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung đồng ý. Sau đó, Nhật Cường Software có báo cáo kết quả số hóa giai đoạn 1 mới hoàn thành được việc scan văn bản nhưng đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội quy định là có kinh nghiệm đã thực hiện thí điểm, việc bổ sung thêm điều kiện giúp doanh nghiệp Nhật Cường thắng thầu. Đến ngày 26 tháng 12 năm 2016, liên doanh công ty Nhật Cường và công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày, tuy nhiên Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã nhiều lần gia hạn liên doanh công ty Nhật Cường. Công ty Đông Kinh được ưu ái kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng, tổng giá trị của hợp đồng lên tới gần 43 tỷ. Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hàng loạt cựu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tại dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhiều người nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này bao gồm ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê Kinh Môn ở Hải Dương. Ông Chung có trình Đại học Cảnh sát, chuyên ngành điều tra tội phạm, Đại học Thương mại ngành quản trị kinh doanh, tiến sĩ luật. Vào tháng 9 năm 2020, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam và đình chỉ các chức vụ liên quan, ông Chung đã bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tháng 12 năm 2020, ông Chung bị Ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng. Cùng trong tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan tới vụ Nhật Cường. Tòa án xác định ông Chung và vợ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến Nhật Cường nên đã móc nối nhờ một cán bộ công an nắm thông tin hướng điều tra và nhận 6 tài liệu mật từ người này. Ngày 17 tháng 3 năm 2021, cựu Chủ tịch Hà Nội bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C. Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung cùng hàng loạt cựu cán bộ Hà Nội. Nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy, bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Tiến Học, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên. Hai bị can còn lại là Võ Việt Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty Đông Kinh bị đề nghị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc có vai trò xuyên suốt là nguyên nhân chính dẫn đến các sai phạm của cán bộ sau này.
Hành vi của các bị can gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Vụ án trên xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được về hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định. Trước đó, ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Trung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước do có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường.